VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Bởi vì anh ấy đã bị dính lời nguyền, cấm anh ấy đi ra khỏi khu vực nghĩa trang đó. Nếu như rời đi thì linh hồn của anh ấy sẽ tan biến. Vậy cho nên anh ấy không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi điều kỳ diệu. Anh ấy cứ ngồi đợi. Từ ngày này qua tháng nọ, rồi từ tháng qua năm, từ năm này qua tới năm khác, cuối cùng thì điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Thiên đàng đã gỡ lời nguyền cho anh ấy. Anh ấy có thể rời khỏi nghĩa trang, nên anh ấy mới đi tìm cô gái này. Chính là đây có đúng không? Việc mà tối qua anh nói với tôi, có thể người ấy chưa chết, người ấy đã quay về, có phải không? Lúc anh ấy đi tìm gặp cô ấy và lúc hai người họ gặp lại được nhau, người đàn ông đó cảm nhận được một điều, chính là cô gái đó vẫn chưa quên anh ta, vẫn nhớ lời hứa. Lời hứa của anh ta và cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy cậu vào một lần nữa. Nè cô ơi, em ơi, lời hứa đó là anh ấy sẽ về và đưa cô ấy đi ngắm cầu dục thêm một lần nữa, có phải không? Lúc anh ấy quay trở về gặp cô ấy thì thấy cuộc sống của cô ấy rất khó khăn, chỉ toàn bị người ta ức hiếp, thấy cô ấy rất đau khổ. Anh ấy cũng đang nghĩ rằng lúc anh ấy không có ở đây, có ai bảo vệ cho cô ấy hay không? Lúc cô ấy khóc, có ai an ủi cô ấy hay không? Có ai làm cho cô ấy mỉm cười như anh ấy từng làm hay không? Trước đó anh ấy rất giận cô ấy, ghét cô ấy, nhưng mà sau đó lại trở thành sự đồng cảm với nhau, thấy thương hại và càng yêu cô ấy nhiều hơn, càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Cho nên anh ấy đã quyết tâm rằng từ bây giờ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Anh ấy sẽ không rời đi đâu nữa hết. Chị ở lại đây đi, đừng có đi đâu nữa hết. Không thể được, anh ấy không thể nào. Nếu cô ấy cầu xin anh ấy ở lại đây, vậy thì có thể ở lại hay không? Balisa đột nhiên xông vào khách sạn để gặp Phong như vậy, làm sao Phong chắc chắn là Balisa chưa biết thân phận thật của Phong chứ? Nếu cô ba biết con là Phát thì cô ba chắc chắn phải tìm cách âm thầm tiếp cận con để bịt miệng con lại, chứ không phải tới khách sạn để tìm con để cho nhiều người thấy như vậy. Bởi vì có thể người khác sẽ thấy nghi ngờ rằng tại sao cháu trai đã chết mà bây giờ vẫn còn sống sót. Quan trọng nhất là cô ba có thể bị vạch trần ngay lập tức.
bản thân mình có được ngày hôm nay là vì đã giết chết anh trai của mình. Vậy cho nên con nghĩ việc cô ba tới đây là vì cô ba muốn đe dọa người đàn ông tên Phong Sa Thon, rằng đừng để cho cô ba mất danh tiếng hay là mất đi uy tín vì chuyện của anh Pop. Chỉ có vậy mà thôi. Không 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 không, Phong đang cố gắng nói vậy để khiến cho ba suy nghĩ theo rằng Phong không cần phải quay trở về Mỹ nữa và cũng không cần phải cắt đứt với Metheny, vì bản thân con vẫn an toàn, chỉ vậy thôi phải không? Con chỉ là muốn ba nhìn thấy được quá khứ của con chính là Phát, con không để cho bọn họ phát hiện đâu. Vì mọi thứ được xóa sạch sẽ hết rồi, mọi người đều tin là Phát đã chết từ lâu rồi ba. Ba cũng đã làm tới mức gửi mẫu xương giả thay cho xương cốt của con rồi mà. Vẫn chưa xóa hết đâu Phong à. Chúng ta vẫn còn nhóm máu, còn có ADN trong cơ thể của Phong, và quan trọng là vẫn còn những ký ức của Metheny. Dạ con hiểu, con hiểu rõ ý của ba chính là gì. Phong nghe nè, hôm nay ba Lisa vẫn còn chưa hết chuyện, nhưng còn sau này thì sao đây? Ba biết rõ là Phong không muốn buông tay Metheny, nhưng mà Phong phải làm như vậy. Không phải chỉ để bảo vệ Phong mà còn bảo vệ Metheny. Ba nghe nói là tối đêm qua đã có chuyện ở nhà Metheny, nhưng một cô gái như vậy thì có thể gây sự với ai chứ, tới mức bị người ta đuổi bắn như vậy sao? Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy và cô ấy biết Phong là ai thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny. Ba, nhưng mà chuyện này... Alo. Anh ấy không thể, bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa. Anh ấy chưa chết, vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dọc cho tôi nghe một lần nữa. Tôi nói rõ rồi mà, cô không nghe hay sao? Chuyện tôi muốn kể bây giờ chỉ có một mà thôi. Cô bị làm sao vậy? Tôi nói rõ là tôi kể chuyện chứ không phải sự thật. Cô nhập tâm tới mức như vậy luôn sao? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ? Tôi thấy cô buồn cười thôi. Cô bị cái gì vậy? Nhập tâm vào chuyện quá rồi. Tôi nói cho cô biết nha, trước đây á, tôi cũng từng nhập tâm như vậy lúc ở nước ngoài. Tôi đã đọc cuốn truyện này, đọc ở trong một nghĩa trang. Bởi vì tôi biết được, khi một linh hồn ở nghĩa trang đối diện với bóng tối và cái lạnh thì sẽ cảm thấy ra sao. Cô nghĩ xem, tôi nhập tâm tới như vậy, nhưng mà lúc đó chắc tôi cũng không bằng cô lúc này đâu. Đỉnh thật đó, quả không hổ danh là diễn viên nha. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện anh kể cho tôi nghe lúc nãy giờ là gì? Anh đang chơi trò gì với tôi vậy? Có chơi trò gì đâu, tôi chỉ đang kể chuyện thôi. Chỉ là trong câu chuyện này làm cho tôi nhớ tới một người bạn thân của tôi đã qua đời từ rất lâu. Cô có biết tại sao bạn thân của tôi lại chết không? Bạn của tôi chết chính vì một cô gái mà cậu ấy rất yêu. Ý của anh là sao? Bạn anh rốt cuộc là ai? Chính là Phát. Nghe thấy có quen không? Bạn của tôi tên là Phát. Tối qua đã nói với tôi là người ấy chưa chết mà. Rốt cuộc ý anh là gì? Có thể do tôi nghĩ nếu như Phát vẫn còn sống, anh ấy sẽ cùng thời và bằng tuổi với tôi. Ngoại hình của anh ấy cũng rất giống tôi. Lần đầu gặp anh ấy ra sao để tôi nói cho cô biết. Có nhiều người nói tôi và anh ấy rất giống nhau, giống về cả tính cách lẫn ngoại hình luôn. Cho nên tôi và anh ấy rất thân nhau, thấu hiểu nhau trong tất cả mọi chuyện, biết rõ mọi chuyện về nhau, cả về chuyện gia đình, cả về chuyện cô bé tên Me đã viết thư tay cho anh ấy, cắt đứt với anh ấy, nói bản thân sẽ trở thành một ngôi sao. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy chứ?
trong khi tôi vẫn đang nghĩ những chuyện anh nói không phải là sự thật. Từ ngày đầu khi tôi gặp gỡ anh, ánh mắt của anh nhìn tôi chỉ toàn là sự ghét bỏ thôi. Trong khi tôi vẫn chưa biết mình đã làm sai cái gì, anh không bao giờ có thành ý với tôi hết. Người như anh không thể nào là anh Phát mà tôi biết được. Cô muốn tôi có thành ý? Nhưng người đã khiến cho bạn của tôi phải chết hay sao? Cô ảo tưởng quá rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi quay về đây là vì tôi muốn khiến cho cô khốn khổ và hối hận. Tôi quay về đây mục đích chính là để khiến cho cô phải nhớ tới Phát bạn của tôi. Tôi quay về đây là để cho cô không thể hạnh phúc. Cô nghe rõ chưa? Cô nhớ kỹ cho tôi, bây giờ cô đã nhớ tới Phát rồi có phải không? Cô đau khổ, cô hối hận rồi có phải không? Cô nhớ những gì tôi từng nói với cô không? Tôi sẽ biến quá khứ đó trở thành chuyện của hiện tại, và sẽ là cả tương lai của cô. Là như vậy, sự đau khổ cô có hiểu không? Cô Metheny, buông tôi ra. Cô bé, cô bé có sao không vậy? Sao anh Phong lại làm như vậy chứ? Còn một chuyện mà cô nên biết, câu chuyện về cầu vồng cô sẽ không biết được đoạn kết đâu. Bởi vì cuốn truyện đó đã bị tôi đốt cùng với Phát, người bạn đã qua đời của tôi. Đi về đi, mau đưa cô ấy về đi. Cô mẹ à, cô mẹ có sao không vậy? Tôi quay về đây là vì tôi muốn khiến cho cô phải khốn khổ và hối hận. Tôi quay về đây mục đích chính là để khiến cho cô phải nhớ tới Phát bạn của tôi. Tôi quay về đây để cho cô không thể có được hạnh phúc. Cô nghe rõ không? Con không được dính dáng gì tới mẹ nữa. Con sẽ không bao giờ ngừng dính với em mẹ. Cô Manthana đang làm hại em mẹ đó mẹ. Mẹ và ba cũng không yêu thích gì em mẹ nữa. Mọi người ghét em mẹ, trong khi em ấy không làm gì sai với ai hết. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi em mẹ đâu. Con sẽ không bao giờ làm cho em ấy buồn. Em mẹ ơi, mẹ không có ở nhà. Nó đi mua cá trê nướng ương bướng cho cậu từ sáng sớm rồi. Cái đồ đáng ghét. Nè, tôi nghe đồn hôm nay cậu sẽ đi sang Mỹ không phải sao? Vui quá đi mất. Từ bây giờ thì mẹ sẽ không còn lì lợm với tôi nữa, bởi vì không có ai tọc mạch giúp đỡ nó nữa rồi. Vậy cho con xin phép gửi quyển sách này cho em mẹ được không cô?
Sách dở. Kể từ bây giờ, cậu không cần mang gì đến cho mẹ nữa đâu. Cậu đi đâu thì cứ đi đi, không cần quay về đây. Vì cậu là người làm cho mẹ khổ đó. Nhưng mà từ đó tới giờ con chưa bao giờ làm gì sai với em mẹ hết. Nhưng mẹ của cậu với cô của cậu làm hại tôi với mẹ. Cậu có biết người thân, họ hàng cậu ghét chúng tôi ra sao không? Cậu biết vì sao mà hiện tại tôi thất nghiệp không chứ? Là vì cô của cậu chèn ép tôi tới mức bị đuổi. Mà cậu có biết không, rằng mẹ không được đi học cũng do cô của cậu đó chèn ép nó ở trường, đến mức nó bị đuổi học, phải chuyển đi trường khác mà học. Bà Lisa chính là người muốn tôi rời khỏi chỗ này. Nhưng con không có ghét hay làm hại em mẹ mà. Đúng vậy, cậu không có ghét nó, nhưng cũng vì lý do này mà nó không chịu đi đâu đó. Nếu như cậu thương nó thì cậu hãy đi đi, đừng quay lại làm nó rắc rối nữa. Hiểu không hả? Không cần quay về nữa. Đi đi. Cậu Phan đang chuẩn bị đưa cô Mai về nhà. Tôi đã kêu tài xế đi theo hỗ trợ cho họ rồi. Ok. Dạ. Từ từ thôi Mẹ. Cảm ơn cậu Phan đã đưa tôi về nha. Cậu Phan à, chuyện lúc nãy cậu Phan đừng nói với ai nha, đặc biệt là với Trang và mẹ của tôi. Vậy còn với tôi thì sao chứ? Cô Mai có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì hay không? Tôi không có ý định minh giật anh của mình, nhưng tôi chưa từng thấy anh Phong làm như vậy với ai hết, đặc biệt là đối với phụ nữ. Thì vì anh ấy không ghét người khác, như là anh ấy ghét mẹ thôi. Nhưng nguyên nhân tại sao anh Phong lại ghét cô Mai như vậy chứ? Chị Mẹ. Dạ xin chào bác sĩ. Xin chào cô. Chị sao rồi? Có gì thì mình vào trong nói. Cảm ơn cậu lần nữa vì những chuyện của ngày hôm nay. Cậu Phan về đi, mẹ xin phép vào trong nha. Được. Chị Me, chị nói cho em biết được không? Rốt cuộc người mà chị gặp hôm nay, người mà chị nói là trông giống với anh Phát, là anh ấy đúng không chị? Chị không muốn nói đến chuyện đó nữa chị. Chị đừng nói chuyện này với ai hết nha, chị xin chị đó. Kể cả mẹ nữa. Chị có hiểu không? Chị mê mang theo rượu nữa sao? Chị chỉ mang theo phòng khi cần thôi. Để hôm nào chị không ngủ được, hay là có chuyện không muốn suy nghĩ đến, lúc đó rượu sẽ giúp được chị. Chị mê, chị nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì có được không? Chỉ là chị tự suy diễn thôi Trang. Đều là chị tự suy diễn hết. Chị đã nghĩ là người chết sẽ quay trở lại. Vậy cuối cùng anh ấy không phải là anh Phát sao?
Anh ấy nói là không phải, nhưng chị nghĩ đó chính là anh ấy mà. Chuyện này rốt cuộc là sao chị? Jen không hiểu được gì hết. Là do chị nghĩ sai hết rồi. Chị nghĩ rằng anh Phát vẫn như trước đây thôi, vẫn là một người anh trai luôn lo lắng cho chị. Cho dù là chị làm gì với anh ấy đi chăng nữa, thì chị cũng mong anh ấy sẽ tha thứ cho chị. Nhưng chị bị như hôm nay cũng đáng đời lắm. Chị Me, để Jen ôm chị nha. Anh đi đâu vậy? Em bỏ công đem thiệp mời tham dự sự kiện người mẫu tới, nhưng anh trai yêu dấu lại không có ở nhà. Em nghe nói là anh lại đưa chị Me về nhà nữa. Nè, anh Phong ở đâu rồi? Anh Phong ở phòng ngủ chứ đâu. Có chuyện gì với anh Phong sao? Anh Phong à, anh Phong à. À, em đưa Me về nhà rồi sao? Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa? Anh Phong thực sự không biết là cô Me đang bị gì hả? Tại sao anh Phong lại làm như vậy chứ? Vậy Me có nói chuyện gì khác với em không? Anh Phong lúc nào cũng như vậy. Những lúc anh Phong hỏi ai đều muốn nhận câu trả lời, nhưng mỗi lần ai hỏi anh Phong thường hỏi ngược lại. Tại sao vậy anh? Anh không định trả lời hay sao? Như vậy có nghĩa là Me không nói chuyện gì khác với em, có đúng không? Có nói chứ. Cô ấy nói anh Phong rất ghét cô ấy. Nhưng em không tin, vì em hiểu rất rõ anh Phong. Anh Phong chưa từng quan tâm tới cô gái nào như cô Me hết. Đặc biệt là lúc có chuyện ở nhà cô Me, em thấy anh Phong còn lo cho cô Me hơn bản thân mình mà. Như vậy mà gọi là ghét hay sao? Đối với em thì anh Phong không hề ghét cô Me gì cả. Anh Phong thích. Không phải đâu. Không phải như vậy Phan à. Anh làm mọi việc là muốn em có thể nhìn thấy rõ được con người thật của cô gái này. Anh nói gì vậy? Em không thấy được cô ấy thân thiết với anh, với cả em luôn sao? Em có thấy loại người như vậy thì không nên dính tới cho phí thời gian hay không? Em nghĩ là anh hiểu lầm quá rồi đó. Em biết được cô Me là bởi vì cô Me tới đây dạy pha đi catwalk, và việc em lo lắng cho cô ấy vì em là bác sĩ của cô ấy mà. Em là bác sĩ thì có liên quan gì chứ? Anh Phong có biết không, dạo gần đây
Số người bị bệnh tâm lý và bị trầm cảm tăng lên tới mức phải cảnh báo rồi. Nguyên nhân từ là đâu vậy? Là đến từ lời nói và hành động của những người xung quanh họ. Chúng đã khiến cho họ tổn thương đến mức không thể chữa trị được nữa. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ anh, ánh mắt của anh nhìn tôi chỉ có sự căm ghét thôi. Chúng ta không có cách nào để biết được vết thương trong lòng to lớn và sâu đến mức nào đâu, cho đến khi người bệnh thể hiện ra bên ngoài, có đúng vậy không? Mà đôi khi bệnh này, lúc biết được thì cũng đã quá muộn rồi. Anh Phong thử nghĩ đến cuộc sống của cô mẹ đi. Mỗi ngày phải hứng chịu những chuyện gì? Tin tức nè, xã hội thì phán xét về cô ấy. Chuyện có thật hay không có thật, em thấy rất tội nghiệp cô ấy. Đây là cảm giác mà em cảm nhận được đối với cô mẹ. Em chưa bao giờ có suy nghĩ như anh đã nghĩ đâu anh à. Dù em thật sự có suy nghĩ đó với cô mẹ, thì anh Phong cũng không có quyền đùa giỡn với tình cảm người khác như vậy em đâu. Em nghĩ là anh không có cảm giác gì hết hay sao? Không lẽ anh thích nhìn mẹ thành ra như vậy hay sao? Nếu anh Phong cảm thấy có lỗi thì anh Phong đi xin lỗi cô ấy đi. Em tin là cô mẹ cũng không giận hay ghét bỏ gì anh đâu. Nếu không cô ấy không đau lòng vì chuyện của anh đâu. Anh không làm được. Tại sao anh lại không làm được hả? Nếu anh thích cô mẹ thì cứ đi xin lỗi thôi. Chuyện đó có khó gì đâu chứ. Anh không làm được. Anh không thích người như vậy. Anh làm tất cả là vì anh lo cho em mà thôi. Anh mới hành động như vậy. Tóm lại là anh làm hại cô mẹ là vì em có đúng không? Lúc đầu em không hề có ý nghĩa gì với cô mẹ đâu. Nhưng khi nghe anh nói vậy thì em đổi ý rồi. Em nói vậy là có ý gì? Nhiệm vụ chính của em là chăm sóc cho bệnh nhân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh Phong làm hại cô mẹ nghiêm trọng như vậy, anh Phong có nghĩ rằng em phải làm sao với cô mẹ đây? Anh Phan, anh vào phòng anh Phong làm gì mà lâu vậy? Có vấn đề gì với nhau sao? Lúc nãy em đem thiệp mời tham dự sự kiện trình diễn đúng không? Ừ, đúng vậy, em đem qua cho anh và anh Phong. Anh cũng phải đi xem đó. Vậy thì em định mời anh Phong đi cùng đúng không? Được rồi, vậy thì em hãy gửi thiệp mời cho cô mẹ đi. Quay trở lại chính là để khiến cho cô không thể nào có được hạnh phúc. Cô hãy nhớ lấy, bạn của tôi tên là Phát. Có người nói rằng tôi và anh ấy rất giống nhau, và còn biết cả chuyện cô bé tên Me đã viết thư tay cho anh ấy, nói dừng liên lạc và nói bản thân sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tại sao tôi lại trở nên ngu ngốc như vậy? Cô nhìn thế giới này đẹp quá rồi. Muốn tôi đối xử tốt với người đã khiến cho bản thân của tôi phải chết sao? Nỗi đau chính là như vậy đó. Cô đã hiểu chưa? Cô mẹ thiên niên. Chết đâu anh Phát đi mẹ. Ai ai cũng ghét mày hết. Mày không có giá trị gì hết. Sống thì gì cũng có người ghét mày mà thôi. Chết theo anh Phát đi thì hơn. Tay đi mẹ, ra tay đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chết thở anh Phát đi mẹ ơi.
Em Mẹ à, em Mẹ đừng có khóc nữa mà. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã làm cho anh phát đau lòng. Mẹ xin lỗi. Hứa với anh là sẽ không bao giờ làm hại bản thân của mình nữa. Đừng có khóc nữa mà. Mẹ xin lỗi anh Phát nhiều lắm. Anh Phát, anh Phát đừng bỏ rơi mẹ nha. Tới 1 triệu sao? Đúng là vậy. Tôi gọi tới là muốn trả phí thiệt hại cho nhà cô Mantana, vì hôm đó bị người ta xông vào bắn. Dù hiện giờ vẫn chưa biết ai là người ra tay với tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn đền bù. Làm phiền cô Mantana đây, nhận lấy chút chi phí này nha. Ôi trời, như vậy có được không? Vì số tiền quá lớn. Nhưng nếu cậu Phong Sa Thôn đã muốn giúp đỡ thì tôi sẽ nhận nó vậy, để cho cậu Phong Sa Thôn cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Tôi có nghe nói là cô Mantana kinh doanh rất nhiều mảng khác nhau, nhưng mà dạo gần đây có chút vấn đề và còn mắc nợ khoảng 20 triệu bạc. Không biết nếu như tôi giúp trả hết số nợ này thì cô Mantana thấy có được không? Cậu vừa nói gì? Cậu Phong Sa Thôn, nói lại lần nữa được không? Cậu vừa nói sẽ giúp đỡ tôi trả hết số nợ 20 triệu sao? Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói là gần đây công việc của cô Mẹ cũng không còn nhiều giống như trước. Dù có kinh doanh thực phẩm chức năng và nhận thêm việc review sản phẩm nữa, nhưng mà việc kiếm đủ 20 triệu bạc trong một thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi sẽ trả nợ cho cô Mantana, nhưng mà phải kèm theo 3 điều kiện mới được. Điều kiện gì vậy? Điều thứ nhất, cô Mantana tuyệt đối không để cô Me biết là tôi trả nợ thay cho cô. Được. Điều thứ hai, cấm cô Mantana lại mắc nợ thêm một lần nào nữa. Nếu như trong việc kinh doanh hoặc tài chính có vấn đề gì thì phải gọi ngay cho tôi sẽ xử lý. Vậy còn điều thứ ba? Điều thứ ba, tôi muốn cô Mantana giúp tôi ngăn em trai của tôi, chính là bác sĩ Phôn Phan, không để cho thằng bé tới gần cô Mẹ. Anh Phong cho gọi tôi sao? Cho người của mình để mắt tới Mẹ Thini mọi lúc mọi nơi. Quan trọng nhất là đừng để cho Mẹ phát hiện ra. Anh Phong à, tôi nghĩ là... Trẻ, cậu không cần ngăn cản tôi. Tôi đã quyết định như vậy. Tôi không còn là anh Phát của ngày xưa, nhưng tôi vẫn có thể dính tới cô ấy trên danh nghĩa của Phong Sa Thôn. Dù cho bây giờ tôi không còn là anh Phát của cô ấy nữa, nhưng mà cô ấy vẫn luôn là em Me của tôi.
Mẹ viết thư cho Phát ngay bây giờ đi. Mẹ không viết đâu. Mẹ nói mẹ rồi, mẹ không bỏ anh Phát. Tao kêu mày viết thì viết đi. Mày phải cho nó đau lòng, rồi nó cũng sẽ ghét bỏ mày mà thôi, có biết không? Mẹ không có làm gì sai hết, sao anh Phát ghét mẹ được? Mày có biết chuyện ba mẹ Phát chuẩn bị ly hôn không? Mày có biết lý do là gì không? Vì họ nghĩ tao sẽ làm gì đó với ba của Phát đó. Mẹ của Phát và cô ba Lisa, cô của nó, rất ghét tao với mày. Và nếu như Phát biết được thì nó cũng sẽ ghét luôn tao với mày thôi. Cho nên mày phải giết. Giết ngay bây giờ đi. Giết. Chị Me, chị uống rượu suốt cả đêm qua mà không ngủ luôn hả? Chị có ngủ một lúc, rồi chị thức dậy uống tiếp. Chắc chị uống nhiều nước có cồn tới mức mà nó chẳng còn có tác dụng gì nữa rồi. Nếu như chị uống nhiều tới mức không còn cảm thấy gì nữa thì đó không được xem là bình thường đâu chị. Thì như mẹ nói đó chứ, chị là đứa suối quẩy. Cuộc đời của chị chưa bao giờ sống như một người bình thường hết. Chị Me, đưa cho Chen được không chị? Đưa đây cho em rồi đi tắm rửa nha. Đi tắm nha chị. Đừng để ý tới chị. Chị không có sao đâu. Chị Me, coi như Chen xin chị đó. Chị đi tắm đi chị. Đi nhanh lên. Chen, chị nói đừng để ý mà. Lo cho bản thân em đi. Lo cho bản thân mình trước đi có được không? Đừng cản trở thành gánh nặng như vậy nữa. Chị Me, Chen biết rõ bản thân Chen còn chưa xong. Chị Me phải mệt mỏi cho tới tận bây giờ. Vì Chen chỉ là phần gánh nặng cho chị. Chen hiểu mà. Nên Chen chỉ muốn cố gắng làm mọi thứ nhiều hơn trong khả năng của mình mà thôi, để giúp đỡ chị Me. Chen, chị xin lỗi. Chị không cố ý nói những lời như vậy với Chen đâu. Chị xin lỗi em. Chen đừng giận chị, đừng ghét chị nha Chen ơi. Chị không còn ai hết Chen à. Chị xin lỗi. Được rồi chị. Chị thật sự không còn ai cả Chen à. Chị xin lỗi mà.